Em Đức Kiêu xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Đồng Hồ Cổ Đức Kiêu Channel. Đấy, vậy xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành theo dõi những video của shop. Và hôm nay bên em tiếp tục lên phát sóng những video, những sản phẩm đồng hồ mang tới cho các bác cực kỳ chất lượng, những chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ, những chiếc đồng hồ thương hiệu của Nga, chắc chắn sẽ là làm hài lòng tất cả những quý khách hàng đã và đang biết tới kênh đồng hồ của shop nhé. Và mẫu đồng hồ đầu tiên bên em lên giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Texnot. Một chiếc đồng hồ Texnot phiên bản hình chữ nhật các bác nhé. Đây là một phiên bản hình chữ nhật với size mặt là 37 size ngang. Đấy, chiếc Texnot chạy bộ máy cơ tự động. Đấy, 3 kim, 2 ô cửa lịch. 2 ô cửa lịch được đặt thiết kế ở góc 6 giờ các bác ạ. Đấy, là 2 ô cửa lịch lồng. Rất là đẹp. Các bác nhìn đây. Chiếc đồng hồ Texnot với phần vỏ thiết kế bọc vàng. Đáy là thép inox. Đấy là thép inox stainless steel. Đấy, chiếc Texnot với bộ dây thiết kế dây chun Mỹ bọc vàng rất đẹp mắt. Các bác nhìn lại sợi dây này, tính ở ngoài giá trị trên thị trường cũng đã mấy trăm ngàn, gần 1 triệu bạc rồi. Các bác nhìn lại những cái nước vàng vân phay bóng rất đẹp nhá. Đặc biệt chiếc Texnot hoài cổ zin nguyên bản các bác ạ, máy móc chạy cực kỳ ok, ổn định hoàn hảo, với phần vỏ bọc vàng vân trải tia, đấy, những cái vân phay. Đấy, chiếc Texnot bộ kim cọc số mạ vàng, kim cọc mạ vàng cài đá đen rất là nổi. Đấy, các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng tổng thể chiếc đồng hồ Texnot ngày hôm nay. Đấy, bên em lên và giao lưu cho các bác. Đấy, những cái sản phẩm tại shop rất là đẹp và cực kỳ chất lượng. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc đồng hồ Texnot nhé. Chiếc Texnot ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác là 2.900.000 đồng. 2.900.000 đồng ạ. Đấy, cho mã số 1 các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, giao lưu với các bác size to với kiểu dáng form hình chữ nhật. Đấy, những cái sản phẩm, những cái video rất là chất lượng mà bên em mang tới cho các bác ngày hôm nay. Và một chiếc đồng hồ mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ Orion các bác ạ. Đây là một chiếc đồng hồ Orion lịch vạn niên các bác nhá. Orion lịch vạn niên New Multi-Year Calendar. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ tự động 21 chân kính, một phiên bản dòng Orion chính hãng của Nhật, những cái phiên bản dòng cổ điển các bác ạ. Phiên bản dòng cổ điển liền giật một cấp. Đấy, thiết kế mạ vàng cách điệu. Đấy, chiếc Orion size mặt là 42. Đấy, những cái dòng sản phẩm đồng hồ cổ đã qua rất là nhiều các cái năm tháng các bác ạ, mà vẫn còn giữ được những cái vẻ đẹp, những cái nét đẹp. Đằng sau đáy là logo cả kiếm nhá, logo cả kiếm các bác. Đấy, những chiếc Orion rất là chất lượng. Orion Vascore 46D001-92CA. Đấy, đáy có logo cả kiếm. Đấy, các bác nhìn ạ, rất là đẹp. Vỏ toàn thân là thép inox. Chiếc Orion này zin nguyên bản 100% các bác nhé. Zin nguyên bản cả dây cả khóa luôn. Đấy, dây là các cái mắt xích đờ mi mạ vàng. Đấy, tạo thành điểm nhấn cực kỳ là sâu sắc. Chiếc Orion lịch vạn niên Multi Calendar. Đấy, Multi Year Calendar chính hãng của Nhật. Đấy, với thiết kế mặt màu lâu, mặt màu lâu kịch độc các bác ạ. Với các cái lịch ngày, lịch thứ và lịch theo năm luôn nhé các bác, lịch theo năm. Đấy, các bác chỉ cần chỉnh. Đấy, chỉnh các cái lịch này đúng theo vị trí là sẽ gần như là mình sẽ theo dõi được nguyên một năm. Đấy, cho chiếc Orion này size mặt là 42 các bác nhé. Size mặt là 42, hình thức đẹp hoàn hảo luôn như mới tinh. Đấy, các bác có thể nhìn bên em quay và mô tả rất là kỹ và chi tiết. Zin cả dây cả khóa luôn. Đấy, các bác mua được cái sản phẩm của shop, các bác về chơi, về sưu tầm rất là chất lượng nhá. Và ngày hôm nay bên em giao lưu và tri ân cho các bác mã sản phẩm số 2 này với giá là 2.600.000 đồng. Chỉ có 2.600.000 đồng thôi các bác nhé. Các bác được sở hữu một chiếc Orion lịch vạn niên. Đấy, mặt kịch độc, độ mới hoàn hảo, gần như là vừa mới tinh đập hộp ra. Đấy,
đẹp xuất sắc luôn các bác ạ, tuyệt vời. Đấy, logo hình cà kiếm kịch độc, một mã sản phẩm rất là chất lượng bên em lên giao lưu với các bác trong phiên video ngày hôm nay. Đấy, hy vọng là các bác sẽ ủng hộ shop, sẽ chốt được những cái sản phẩm đẹp về bộ sưu tập. Chiếc Orient giao lưu với các bác mã số 2 là 2.500.000 đồng. Tiếp tục em lên một chiếc đồng hồ mã số 3. Mã số 3 không lạ lẫm gì với các bác rồi. Đây là một chiếc đồng hồ Omega. Đấy, một chiếc đồng hồ Omega Geneva. Đấy, chiếc này thì zin cả dây khóa luôn các bác nhá. Đấy, một cái chiếc đồng hồ Omega hoài cổ xuất xứ những thập niên 1960X. Zin cả dây cả khóa. Đấy, dây khóa bọc vàng có logo thương hiệu Omega. Đấy, chiếc Omega phiên bản Geneva với size mặt là 35. Size mặt là 35 các bác nhá. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động dòng máy búa bằng. Đấy, 3 kim, 1 ô cửa lịch cóc 3 giờ. Phần vật mặt thì được thiết kế mặt vàng. Đấy, mặt vàng mỡ gà. Đấy, kết hợp các cái cọc số tia mạ vàng cài đá đen. Đấy, những cái phiên bản đồng hồ cổ thiết kế rất là đặc sắc, rất là đẹp các bác ạ. Đấy, các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng cho em cái phần bộ phần vỏ nhá. Đấy, em lên cho các bác toàn hàng tuyển thôi, hàng tuyển chọn, không những cái sản phẩm đồ cổ xưa mà nó rất là mới các bác nhá. Đấy, không phải là hàng xấu. Đấy, các bác xem những cái video từ trước đến nay của shop thì các bác đã tham khảo và đã biết rồi. Đấy, bên em chỉ bán hàng đẹp thôi, không bán hàng xấu. Và những cái sản phẩm đồng hồ chất lượng, đấy, những cái thương hiệu Omega Long Zin, bên em đã giao lưu với rất nhiều các bác trên toàn quốc rồi. Và chiếc Omega ngày hôm nay zin nguyên bản 100%, cả dây khóa, tất cả máy móc hoạt động chuẩn chỉ, size 35, không tính núm. Một chiếc Omega xứng đáng để các bác chơi và sưu tầm, và nên có trong bộ sưu tập của các bác. Các bác nhìn sợi dây Omega, dây Omega bọc vàng. Đây, dùng kỹ rồi cho các bác xem. Đấy, bọc vàng 20 micro đồng nhá. Đấy, Omega. Đấy, sợi dây chính hãng của thương hiệu Omega luôn. Đấy, zin cả dây cả khóa. Và ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác 9 triệu thôi. Đấy, 9 triệu các bác thấy đã hợp lý chưa? Những cái sản phẩm bên em lên rất là tốt, chất lượng giá cực kỳ rẻ. Đấy, 9 triệu đồng cho chiếc Omega tự động zin cả dây size to. Đấy, dây khóa bọc vàng. Các bác quan tâm liên hệ qua hotline của shop để chốt những sản phẩm và kết bạn Zalo để có thể cập nhật những cái sản phẩm, những cái mẫu ảnh. Đấy, bên em gửi cho các bác chi tiết cả máy móc luôn nhé. Đấy, nhiều các bác cứ thắc mắc shop là tại sao không mở máy chụp luôn. Đấy, bởi vì là bên em quay thì em không không quay trực tiếp tại cơ sở các bác ạ. Đấy, em quay ở một nơi khác, cho nên là những cái đồ về vận dụng để dụng cụ mở đồng hồ thì bên em không có. Đấy, khi nào mà các bác chốt mẫu đồng hồ nào thì em sẽ mang ra tiệm, ra chỗ sửa đồng hồ để em mở cho các bác xem. Và chiếc đồng hồ Orient ngày hôm nay tiếp tục là một sản phẩm chất lượng mang tới cho các bác. Đây, một chiếc Orient của Nhật các bác nhá, kiểu dáng form lục giác, kiểu dáng form lục giác với phần vỏ SS. Đấy, phần vỏ thép sáng bóng inox cực kỳ dày. Đấy, logo Orient. Đấy, logo hình Orient của Nhật chính hãng. Một chiếc Orient với kiểu dáng form size kịch độc shop. Các cọc số tia mạ vàng cài đá đen. Đấy, bộ chuẩn mặt dial màu trắng. 3 kim, 1 ô cửa lịch cóc 3 giờ. Ở phần dưới được thiết kế chiếc Orient này là chiếc Orient lịch tháng các bác nhé. Nếu như các bác bấm theo đúng vào tháng thì nó sẽ cái phần bộ lịch này sẽ hiện lên đúng một tháng cho các bác theo dõi. Đấy, ví dụ như nếu mà các bác xoay, đây các bác đang xoay vào ô vị trí này thì hiện giờ đang là những cái ngày mùng 1 mùng 8. Những ngày mùng 1 mùng 8 10 15 22 29 là rơi vào thứ tư các bác nhé. Wednesday là thứ tư này. Đấy, Monday, Tuesday, Saturday. Đấy, thì những cái các bác sẽ xoay theo cái lịch thứ này đúng vào những cái ngày ở trong tháng trùng thì là các bác có thể theo dõi. Ví dụ như ngày hôm nay là mùng 15 thì sẽ là thứ tư.
đấy, 15 thứ tư thì mình sẽ xoay thành 15 là thứ ba các bác nhá. Đấy. À đâu, 15 là thứ năm chứ. Đấy, mình sẽ xoay sang thứ năm. Là mình có thể theo dõi lịch này theo bộ lịch này theo lịch tháng. Đấy, lịch này là lịch ngày. Đấy, chiếc Orient kiểu dáng rất độc đáo các bác ạ. Đấy, mặt trắng với thiết kế các cọc số, các bộ lịch tạo thành những điểm nhấn nổi bật trên nền mặt với phần vỏ thép inox sáng bóng. Thì đây là một chiếc Orient không thể nào bỏ qua được các bác ạ. Các bác nên chơi và sưu tầm. Chiếc này size mặt là 37, chạy bộ máy cơ tự động nhá. Bộ máy cơ tự động chuẩn chỉ, chính hãng. Và hôm nay bên em giao lưu với các bác chiếc Orient này với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho em mã số 4 các bác nhá. Đây, mã số 4 là một chiếc Orient đến từ đất nước Japan, chính hãng của Nhật. Với giá là 2 triệu đồng. Những cái sản phẩm gọi là chất chuẩn chỉ, rất chất lượng và cực kỳ độc đáo, mang tới giao lưu với tất cả toàn thể các bác. Và đây là một chiếc đồng hồ Nga mới tinh các bác nhá. Đấy, chúng ta đi qua những sản phẩm Thụy Sĩ, những sản phẩm của Nga, của Nhật, chúng ta lại đến với những chiếc đồng hồ của Nga. Và đây là một em Slava mặt hai lòng các bác. Slava chạy bộ máy lên có tay 26 chân kính. Em này mặt ba lòng luôn, nhưng không phải hai lòng đó, mặt ba lòng. Màu đen, màu trắng. Tiếp tục là màu đen. Đấy, các cái đường kẻ vân xoáy. Đấy, ở trong được thiết kế các ô lịch sơn màu trắng. Đấy, lịch màu trắng, đấy, sơn màu đen, các cọc số tia. Đấy, chiếc Slava chạy bộ máy lên có tay 3 kim, 2 ô cửa lịch. Đấy, size mặt là 36 các bác nhé. Đấy, phần vỏ trắng, được thiết kế phần vỏ trắng, đặc biệt là chiếc này còn nguyên cả tag này. Đấy, nguyên cả tag từ bên Tây gửi về các bác nhé. Đấy, một chiếc đồng hồ Nga mới tinh, rất là đẹp và chạy cực kỳ chuẩn luôn. Những cái sản phẩm các bác giao lưu với bên em sẽ có, bên em sẽ có cái chế độ bảo hành cho các bác về phần máy móc nhá. Phần máy móc là chuẩn chỉ, nghiêm chỉnh, chạy rất là ổn định. Nếu như có trục trặc thì các bác cứ liên hệ với shop để bên em có thể hỗ trợ bảo hành cho các bác. Ví dụ như đồng hồ nhanh chậm hoặc là chạy hay bị đứng sẽ có hỗ trợ cho các bác về phần vệ sinh máy móc. Đấy, chiếc Slava chính hãng chuẩn chỉ, đấy, mới tinh, nguyên tem mác. Ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác chiếc Slava với giá là 1.200.000 đồng nhé. Đấy, chỉ có 1.200.000 đồng. Đấy, cho mã số 5 thôi các bác. Đấy, cái mã số gọi là rất là rẻ tại shop. Đấy, hy vọng là các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cái buổi video của shop, cho sẽ có đông các bác vào xem hơn. Đấy, và sẽ đông khách, lại giúp cho shop ngày càng phát triển. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 6. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ Omega. Một chiếc đồng hồ Omega các bác nhá. Đây là một phiên bản dòng Omega Devin. Omega Devin với phần thiết kế vỏ bọc vàng, đường trên là bọc vàng, phần đáy là thép inox màu trắng. Omega chạy bộ máy lên cót tay, hoạt động movement cót tay hai kim. Chiếc Omega Devin với phiên bản kiểu dáng form vuông, với size mặt là 32 các bác nhé. Size mặt là 32, form vuông, chạy bộ máy lên cót tay hai kim, là một dòng Omega rất là siêu mỏng. Đấy, chính hãng của Thụy Sĩ. Đấy, chuẩn chỉ luôn. Omega Sixmate ở phía dưới đây, chính hãng. Các bác nhìn lại, đây là một cái dòng cót tay slim fit siêu mỏng, với cái phần size ngang, size độ dày của chiếc đồng hồ rơi vào khoảng tầm 7 ly các bác, 7 ly tính cả kính nhá. Đấy, là nó là dòng quá là mỏng rồi. Đấy, các bác lên tay cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chiếc Omega chính hãng, độ mới rất là cao. Đấy, hàng tuyển chọn, hàng đẹp tại shop, núm zin, máy móc nguyên bản hết các bác ạ, chuẩn chỉ. Nếu như các bác nào còn lăn tăn về những cái sản phẩm của shop, các bác sợ là nó không được tốt, nó không được chất lượng, các bác có thể gọi điện hoặc là inbox, nhắn tin qua Zalo. Những cái sản phẩm của shop bán thì bên em sẽ bảo hành cho các bác. Các bác yên tâm nhé. Chiếc Omega này, ngày hôm nay em giao lưu với mã số 6 cho chiếc Omega là 3.900.000 đồng nha các bác. 3.900.000 đồng cho chiếc Omega dòng cơ cót chính hãng của Thụy Sĩ. Nếu như các bác nào mà thích những thương hiệu Omega mà các bác chưa có thể sở hữu được thì đây là một cái sản phẩm giá rẻ, tầm trung,
có 3,9 triệu mà một chiếc Omega cơ cót đẹp như thế này. Đấy, các bác không chơi là hơi phí nhá. Đấy, khuyên các bác thế thôi. Còn những cái sản phẩm của shop đã bán rất là rẻ thì các bác yên tâm là bên em bán đồng hồ chỉ trong vòng một vài phút thôi. Đấy, nhiều video đăng lên là các bác gọi chốt ngay, chốt ngay và luôn. 3,9 triệu cho chiếc đồng hồ Omega mã số 6. Và đây là một chiếc đồng hồ mã số cuối cùng trong buổi video ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ Omega Constellation, một cái phiên bản dòng cao cấp nhất của những chiếc đồng hồ Omega cổ xưa, với phiên bản dòng 5 hàng chữ các bác. Omega Automatic, chạy bộ máy lịch giật nòng Secon CL561. Đấy, được qua kiểm định của thị trường quốc tế Official Certified về bộ máy Chono. Bộ máy Chono qua kiểm định. Đấy, 8 ngôi sao đằng sau đáy Omega Constellation, được tương đương với 8 các cái yếu tố được kiểm định chất lượng nghệ thuật của dòng bộ máy chính xác nhất của dòng Omega Conte cổ ngày xưa. Đấy là logo đài thiên văn và 8 vì sao. Đấy, các bác nếu như các bác chơi sản phẩm đồng hồ Omega thì các bác cũng biết rồi. Đấy, những cái sản phẩm rất là chất lượng. Đấy, đây là một phiên bản dòng vỏ thép inox các bác nhá, thép inox toàn thân. Đấy, các bác chơi những cái chiếc đồng hồ thép inox thì rất là bền. Đấy, bền bỉ, bền màu theo thời gian. Đấy, chiếc Omega size mặt là 35 các bác, size mặt là 35. Quay rất là kỹ và rất là chi tiết cho các bác về tất cả những cái sản phẩm của shop lên. Và bác nào quan tâm mẫu đồng hồ nào, các bác cứ gọi điện liên hệ đó cho shop Mạnh Dạn Tự Tin lên nhé. Đấy, và chiếc Omega Constellation ngày hôm nay bên em để cho các bác là 12 triệu đồng. Đấy, cũng là mã số cuối cùng của buổi video ngày hôm nay, 12 triệu đồng. Các bác cứ tham khảo thoải mái, cứ cân đối giá, được thì các bác ủng hộ cho em. Đấy, ở đâu rẻ thì các bác mua vậy. Các bác hãy là những vị khách hàng thông thái, lựa chọn những sản phẩm tốt, chất lượng. Đấy, bên em bán hàng thì cũng khuyên các bác thôi. Đấy, cũng như tư vấn khuyên. Đấy, các bác có điều kiện thì các bác chơi những cái dòng sản phẩm cao cấp. Các bác ít tiền thì các bác chơi những dòng sản phẩm dòng bình dân. Đấy, chiếc Omega Conte với giá là 12 triệu đồng. Khép lại buổi video clip của shop ngày hôm nay với 7 mẫu sản phẩm đồng hồ cơ cổ thương hiệu Nga, Nhật, Thụy Sĩ. Mang tới cho các bác rất là nhiều những cái thời gian, phút giây thư giãn để trải nghiệm cái sản phẩm tại shop. Nên em là xin phép dừng buổi video clip tại đây. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công và luôn đồng hành ủng hộ cùng shop qua những cái video sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.